Dạ, à, Trần Việt xin mến chào quý vị và dạ, hôm nay là ngày à, 30 tháng 8 năm 2023 Thì trước những cái vụ mà lùm xùm xảy ra ở Việt Nam về cái vấn đề mà à, Chuyến bay giải cứu rồi đó, đại án chuyến bay giải cứu Rồi đại án Việt Á nhiều cái đại án như vậy thành ra mình phải lên đây mình nói về cái đề tài mà tham nhũng thì mình biết rằng là tham nhũng là ở đâu cũng có phải không nước nào cũng có nhưng mà sự thật cái nước mà cộng sản đó là tham nhũng nhiều nhất tất cả các nước cộng sản chứ không riêng vì việt nam tất cả các nước cộng sản đều là tham nhũng quý vị nhìn, nhìn thấy bắc hàn đi nhìn thấy cuba đi nhìn thấy việt nam đi quý vị sẽ hiểu được tại sao người dân nó nghèo như vậy người dân nghèo đói thì lẽ dĩ nhiên là cán bộ cộng sản đều tham nhũng hết trung cộng cũng vậy trung cộng cũng nghèo đói thôi không thể nào mà so sánh với các nước tư bản được Tại vì đó Cộng sản là nó độc tài Độc đảng Không có ai kiểm soát quyền lực được Thì lẽ dĩ nhiên nó Xảy ra cái tham nhũng Khắp cả Khắp cả nước luôn Là Mà tất cả những người tham nhũng Là những người có quyền lực Có quyền lực đó là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam Đang giữ cái vai trò Rồi là cầm quyền mà người đứng đầu đó là Nguyễn Phú Trọng. Và người kế tiếp đó là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Là ở đây đó, Trần uh, Việt muốn chia sẻ nhiều về cái hình ảnh của hai người này. Hình ảnh của hai cái tên mà độc tài, độc ác mà đã kềm hãm cái nước Việt Nam làm cho người dân phải nghèo khổ và họ sống sung sướng, họ cầm quyền, họ sống rất là sung sướng. Thành ra quý vị thấy ở trên màn ảnh đó là Nguyễn Phú Trọng phải không? Rồi uh, Trần Việt cho thấy nha hình ảnh Nguyễn Phú Trọng đây nè. Tất cả là hình ảnh Nguyễn Phú Trọng ở trên màn ảnh đây. Và cái hình ảnh kế tiếp mà à, Trần Việt muốn chia sẻ là hình ảnh của Tô Lâm. Đây là Đại tướng Công an đó. Đại tướng Công an mà quý vị nhớ cho đó là Đại tướng Công an đó lãnh cỡ khoảng 18 triệu thôi. 18 triệu đồng hồ thôi 18 triệu hồ Mà làm sao mà Có tiền để mà ăn bò giác vàng Bò giác vàng đó Đây cái hình ảnh ông Tô Lâm Ông bò giác vàng đây Đó Cái sốt B là cái anh chàng thanh niên này đó Đút vô cái miếng thịt vô miệng của ông Tô Lâm và cái bữa ăn đó tôi Lâm phải trả 51 000 đô la đại khái là cái bill đó uh, đây uh, nó là bằng chứng rất là rõ ràng ha đây uh, để trần việc cho quý anh chị em coi đây nè đây là thánh uh, thánh rắc muối nha thánh rắc muối cái anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ Thánh Rắc Muối này rất là nổi tiếng. Đây. Và sau đó thì đích thân ông chủ nhà hàng này còn tự tay dùng dao xỉa một miếng thịt bò để đút vào mồm của ông bộ trưởng công an Tô Lâm. Và ông Tô Lâm sau khi ngấu nghiến cắn miếng thịt một cách đầy thèm thuồng liền đưa một ngón tay cái lên. Đó, quý anh chị thấy không? Kinh hoàng. Một bữa ăn mà 51.000 đô la. Ừ mà trong khi người Việt Nam mình đang đói khổ theo quan đó đây là đây là cái hóa đơn đây 37.000 bản anh 37.023 tiền bản anh thì tính ra lúc đó là một đô la là một đồng mấy đó mình không có nhớ nhưng mà người ta đã tính ra đó là nhân cho một đồng mấy tiền tiền US đó, USD ấy, nhân cho một đồng Mỹ này nó ra tới 51.000 đô la. 51.000 đô la bản Anh. Mà trong khi lương tháng của ông Tô Lâm đó chỉ có 18 triệu thôi. 18 triệu mà chia ra 24.000. Một, một đô la thì bằng 21 hồ. Bằng 21.000 24.000 hồ thì chia ra 24.000 thì ông tô lâm chỉ có lãnh được 780 đồng us chỉ lãnh được 4 780 đô la thôi một tháng mà quý vị biết rằng đó 51.000 đô la mà quý vị chia cho 780 Đồng mà ông Tô Lâm lãnh mỗi tháng đó Quý vị ra cái con số là 65 tháng 65 tháng Tô Lâm đó không xài Mà Tô Lâm để dành tiền đó Không xài đồng nào hết Lãnh trọn bộ 18 triệu đó Không xài một đồng nào hết Là Trong suốt gọi là Trên 5 năm trời nếu tô lâm để dành trên 500 trên năm trăm trời năm trời ấy, thì mới ăn được một bữa ăn như vậy mình thấy có đáng không đây có phải là tội ác không thưa các bạn người ta chỉ cần đặt cái câu hỏi rằng là tiền ở đâu mà tô lâm có vậy hay là cô tô lâm có thể nói đây là tiền của công quỷ công công quỷ công quỹ anh cũng không được xài như vậy. Tiền của toàn dân anh không có thể nào mà xài phung phí như thế. Vì một bữa ăn mà anh anh xài tới 51 000 đô la. Trong khi người dân của anh khổ như thế nào. Thế không thành ra quá bất công. Mà ngày hôm nay đó lại là cái ngày đem xử tội anh bùi tuấn lâm anh bùi tuấn lâm ảnh có tội gì thưa quý anh chị em anh bùi tuấn lâm đó ảnh đó ảnh nhái nhái thôi ảnh nhái ảnh làm cái thánh thánh rắc hành ảnh nhái ảnh rắc cái hành ảnh cái bàn tay nhái nhái <laughs> cái hành là người ta gọi ảnh là thánh rắc hành còn cái ông kia là thánh sắc muối Nó khác nhau Nghe không Ảnh cũng bắt trước cái anh chàng mà Sot B đó Ảnh làm thánh rắc hành Thế là Ổng bị Ảnh bị Tô Lâm gọi là <laughs> Bắt Bắt về cái tội Chống nhà nước Nhớ không Tuyên truyền chống phá nhà nước rất là mang rợ theo cái điều 117. Mà quý vị biết rằng đó, ở Việt Nam á, nó có bản hiến pháp. Bản hiến pháp ở cái điều 25 là người dân có quyền tự do ngôn luận. không à, thì nó đặt ra cái điều 117 hoặc là nó đặt ra cái điều 331. Nó nó cấm cái quyền tự do ngôn luận của người dân nói nói là đi một mà cần um, việc lập lợi cho quý anh chị anh em nghe đó là điều 31 nói như thế này là những người nào mà lợi dụng quyền tự do nhân chủ để mà xâm phạm nhà nước lợi ích của nhà nước của tổ chức của cá nhân cá nhân cũng không được nha. Mà lợi dụng quyền tự do dân chủ là lợi dụng cái điều 25 hiến pháp đó. Tại vì điều 25 hiến pháp là nó cho cái quyền tự do ngôn luận. Thành ra nó lấy cái luật con mà nó hãm hiếp cái luật mẹ. Luật con phải dựa theo người mẹ chứ. Luật con đâu có thể nào mà mà tấn công người mẹ như thế. Người mẹ cho quyền tự do ngôn luận. Thì người con phải, cái luật con nó phải bảo vệ cho cái hiến pháp chứ. Nó đâu phải là nó đi ngược lại với hiến pháp là người dân không được quyền tự do ngôn luận. Giống như à, Trần Việt ở bên đây, Trần Việt sống ở bên Mỹ đó. Trần Việt mới dám nói như vậy. Đồng ý là ở Việt Nam có rất rất nhiều người dám nói giống như Trần Việt thành ra mình thấy đó, cái cái list mà hàng trăm hàng ngàn người đã nói như vậy họ thấy bất công họ chịu nổi họ lên tiếng và họ lên tiếng đó, thì họ bị ở tù họ chỉ cần cái chừng nhạo bán cái ông Tô Lâm thôi giống như thánh Rắc hành à, Bùi Tuấn Lâm chỉ cần nhạo bán một cái tên gọi là Thu bỉ như Tô Lâm ăn một bữa ăn 51.000 đô la thì người dân người ta nhạo bán là cái chuyện đó rất là bình thường. Người anh anh gọi là Bùi Tuấn Lâm đâu có tội gì. Cái tội là nó nằm ở Tô Lâm. Và cái tội nó nó nằm ở ở thằng Nguyễn Phú Trọng. Thằng Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó là cầm quyền nó là người xếp sòng 5 triệu 2 đảng viên. Nó là người xếp sòng. Nó là tổng bí thư, nó đứng trên tô lâm nữa. Nó nói nó chống tham nhũng, chứ sự thật ra nó hoàn toàn nó không chống tham nhũng. Nó biết tô lâm chứ. Nó biết tô lâm cái vụ mà ăn bò giác vàng chứ. Bò giác vàng cả thế giới biết nữa nó nạp đầm đầy ở YouTube đó ai mà không biết. Mà tại sao trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng ở đâu mà không dám gọi là bắt Tô Lâm? Hỏi tiền đâu mày có? Tiền đâu mày có 51.000 đô la? Dễ quá mà. Trong khi lương tháng mày có 780 đô thôi. Mày phải để dành gọi là trên năm năm trời trên năm 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 tháng phải nói đúng là như vậy mày phải để dành suốt năm 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 tháng mà không xài đồng nào nhé mày mới ăn được cái bữa ăn đó thôi vậy tiền ở đâu vậy là có phải là mày tham nhũng không thành ra đó tại sao đất nước nào cũng có tham nhũng mình hiểu điều đó nhưng mà ở nước cộng sản đó thì nó tham nhũng gọi là đầu từ đầu đến chân luôn là nó tham, cán bộ cộng sản mà cầm quyền đó nó tham nhũng từ cái thằng tổng bí thư cho đến một tên lính quèn một tên đảng viên quèn cộng sản là nó cũng đã tham nhũng rồi tại vì nó có chức vụ là nó tham nhũng thôi mà chức vụ đó hãy anh đọc tài là phải phải có tham nhũng anh đọc tài đó thì đâu có ai kiểm soát anh được ở bên ở bên mỹ thì nó có nó có ba cái quyền hành riêng biệt hành pháp rồi lập pháp rồi tư pháp cái tư pháp đó đó là nó xử tội những cái người mà mà tham nhũng tại vì nó độc lập nó không có chịu quyền hạn nào hơn nó hết thằng tư pháp thằng tư pháp là thằng tòa án nó không có được mà chỉ đạo gì gì đó rồi giống như ở việt nam người ta gọi là án bỏ túi đó án bỏ túi là nó được chỉ đạo bởi cái thằng tổng bí thư hoặc là chỉ đạo bởi những người đảng viên đảng cộng sản họ có chức quyền thành ra đó nó đầy án của oan đó. án oan giống như vụ à, hồ duy hải rồi anh nguyễn văn trưởng rồi trên 2 triệu người việt nam mà bỏ quê hương để mà vượt biên vượt biển đó là cũng như những người đó là những người dân oan đó tại sao đất nước mình mình sung sướng mình không chịu sống mình không sống được mà mình phải bỏ nước ra đi có phải là mỗi người Việt Nam mà hải ngoại đều là những người oan ức không Thấy không Trần Việt cũng bị oan ức mình oan ức mà mình có cái điều kiện mình sống ở hải ngoại thì mình phải lên tiếng cho đồng bào mình mình muốn lên tiếng cho đồng bào mình đồng bào mình không có có được quyền tự do ngôn luận để mà lên tiếng thì tại sao mình ở đây mình thấy những điều bất công như vậy mà mình không lên tiếng cho đồng bào của mình đồng bào mình là bụi tuấn lâm bị bất công chỉ có nhạo cái nhạo cái 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 cái, cái 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 thằng đại tướng tô lâm thôi và bây giờ phải bị bắt tù rồi bỏ lại vợ và mấy đứa con. Đau khổ không? Tại sao mà quá bất công như vậy? Một người thì sung sướng ăn là 51.000 đô la mà lại không bị tội gì hết. Lẽ dĩ nhiên Tô lâm có tiền thì cứ ăn. Cứ ăn. Nhưng mà mình sẽ... Mình, mình, mình là con người. Mình suy luận được mình vào trên internet là mình thấy mình thấy cũng như bây giờ mình vào đây nè mình coi nè, không? Lương của tô lâm là bao nhiêu, phải không? Mình cũng tìm ra hết à? Đây nè, lương của tô lâm nè, à, quý vị thấy cái 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 màn ảnh đó, lương của đại tướng tô lâm đó, 18 triệu 720 ngàn thôi, phải không? Nè. Trần việc làm đen cho quý vị anh chị thấy nè. Đại tướng công an nhân dân sẽ nhận lương là 18 triệu 700 ngàn, 720 ngàn đồng. Đồng một tháng mà lại có chữ trở lên nữa. Ông nội tôi cũng biết một tháng mà trở lên là như thế nào. Chắc là nó hơn vài đồng nữa đó là một tháng là 18 triệu 720.055 đồng đại vái là trở lên một chút xíu thôi chứ không phải là uh, trở lên gọi là 51.000 đô la nha lương tháng thì nhiêu đó thôi thấy không đại tướng tô lâm có bằng chứng rõ ràng cái lương tháng rõ ràng đó rồi tô lâm ăn một cái bò giác vàng như vậy đó 51.000 đô la chịu nổi không? Thấy không? Bây giờ đó nói qua Nguyễn Phú Trọng không thể bỏ ông này được. Tại vì cái ông này là trùm tham nhũng nè. Ông trùm tham nhũng đó tại vì đó mình mình hiểu cái vấn đề tham nhũng. Cái tham nhũng mà khi mà quý vị thấy đó là cả một đảng tham nhũng nó qua cái đại đại án Việt Á di chuyến bay giải cứu đó. Quý vị thấy đó, quan chức nào đó, Việt Á đó 62 tỉnh thành là lên tới cả ngàn người. Cả ngàn người tham nhũng trong trong cái gì trong cái vụ Việt Á. Việt Á đó là nó nhập của bên Trung cộng. Nó nó nhập là nó nói là 3 triệu ký test thôi ha. Nhưng mà sự thật đó à, Để à, Trần Việt cho quý vị em Chị em coi ha Nó không phải là 3 triệu kit test đâu Nó là 8 triệu luôn đó 8 triệu 3 kit test Rồi Nè, uh, 8 triệu 3, hồi nãy mình đã, mình đã lấy ra được rồi. Đây nè, đúng rồi, tỉnh Thành nè. Kit test Việt Á nè, 62 tỉnh Thành nè ha. Mà nó lên tới 8, 8 triệu 3 kit nè. 8 triệu 3 kit test tại 61 tỉnh Thành. Rồi nó nhập vào đó nhập vào nó chỉ có 21.000 đô la, y 21.000 tiền hồ một cái kit test thôi. Mà nó bán ra thì với cái giá gấp 20 lần. Thành ra nó nó lời nó lời tới 800 tỷ. Tỷ tiền hộ. Rồi nó ăn chia với nhau gọi là khủng khiếp luôn. Mấy ngàn người từ 63 tỉnh thành nữa là nó ăn chia với nhau để mà nó chọt mũi người dân mà nó gặp phải kích test dỗm nữa khi mà cái kích test dỗm đó nó nguy hiểm lắm tại vì cái kích test dỗm đó lúc thì thì chọt vô mũi thì nó nói là có bệnh covid lúc thì chọt vô mũi thì nó nói là không có bệnh mà nó dỗm đó là lúc thì nó có bệnh lúc không có bệnh rốt cuộc người ta cách ly đó người ta cho ở chung với nhau là khi mà test ra mà có bệnh mà mình không có bệnh tự nhiên mình ở chung với những người có bệnh là mình chết hết tại vì cái test dở mà thành ra biết bao nhiêu người chết trong cái vụ án mà Việt Á này đó nó cũng là cỡ khoảng ba mươi mấy bốn bốn mươi mấy ngàn người chết vì cái cái, test kit dởm của của Trung Cộng thành ra nó lôi ra rồi là cả ngàn cán bộ 62 tỉnh thành chuyến bay giải cứu cũng biết bao nhiêu biết bao nhiêu người mà bị dính vào đó 8.3 triệu kit test mà nó bán giá trên trời không? Nó ngoái mũi người ta rồi nó bắt người ta trả tiền. Nó ép buộc người ta phải trả tiền thôi. Rồi có ai mà không trả được đó. Người nào cũng phải trả. Mà một lần test đó là phải trả là 20 đô la. Trên 20 đô la. Mình nói 20 đô la là ít nhất đó. Sự thật là nó trên 20 đô la một cái kit test. Mà cái giá vốn của nó một đô la thôi. Một cái kit test gì đó, nó chọc vô mũi người dân đó. Nó lấy gọi là 20 đô. Lấy, thành ra nó cộng lợi rồi là 8, 800 tỷ tiền Việt Nam là vậy. Kinh hoàng. Rồi cha con nó chia nhau hết. Tại vì đó, một cái chế độ mà cộng sản đó nó không phải có nó không có tam quyền uh, phân lập nó không có kiểm soát lẫn nhau được chỉ có những cái chế độ đa đảng thì họ mới kiểm soát được thôi thì cái đảng này đó e chừng cái đảng kia mày không có được tham nhũng mày tham nhũng là đảng kia tố lợi là người dân người ta biết câu chuyện thì người ta không có bầu cho những cái đảng mà tham nhũng như vậy. Nó đơn giản thôi. Thành ra trong tất cả những cái nước mà tư bản đó mà có đa đảng đó họ rất là rất là ít có tham nhũng. Tại vì họ biết cái tham nhũng là cái, cái tội ác rồi, thành ra họ sợ bị người ta phanh phui ra. Thành ra ít có người tham nhũng. Còn bây giờ đó nó tham nhũng, nó tham nhũng rồi là cả rồi là cả một đảng tham nhũng. Thử hỏi rồi người dân không nghèo sao được? Bắt buộc người dân phải nghèo. Cái nước cộng sản là người dân phải nghèo, nghèo chết bỏ luôn. Nó chỉ làm giàu cho cán bộ thôi cán bộ đó cộng sản đó nó giống như sống trên cái xương máu của người dân. Bởi vì cộng sản nó mới sụp đổ. Cộng sản Liên Xô nó cũng sụp đổ. Biết bao nhiêu nước ở bên Đông Âu cũng sụp đổ. Tại sao mình không bỏ cái cộng sản đi? Tại sao mình không nhìn thấy cái điều mà mà cả thế giới người ta đang sống hạnh phúc như vậy? Tại vì người ta đã từ bỏ cái chế độ Cộng sản. Nó đơn giản là đến nỗi là mình biết cái người dân Việt của mình, mình biết tại sao người ta rời bỏ quê hương. Hai triệu, trên hai triệu người Việt rời bỏ quê hương. Họ sống ở hải ngoại. Bằng, bằng những cái con thuyền mà ọp ẹp mà đương đầu với đại dương giống như cá nhân của Trần Việt phải đi bằng cái chiếc chiếc ghe mà đuôi tôm á trên một cái hành trình mà kinh hoàng kinh hoàng luôn 13 người cùng vượt biển trên một cái chiếc thuyền bằng đuôi tôm mà giữa cái lúc mà biển động mới kinh hoàng lắm mới ra là mới ra biển là là có người kêu là phải trở đầu về rồi tại vì sóng to nó kinh hoàng lắm từ từ sông mà đi ra biển mới ra mà nó đánh mất mất hết nước rồi cái thùng nước ngọt thành cái thùng nước mặn này. Đó, nó như vị rồi làm sao mà kêu là không trở về thối rồi thối rồi người ba ba của ba của trần việt mới nói thà chết ở ngoài biển nó mát hơn là chết trong tay của cộng sản cái câu đó trần việt nhớ hoài thôi thì rốt cuộc tiếp tục ra đi không sao hết đó. mỗi người đều tát nước và ca những cái bản kinh thánh ca những bài ca kinh thánh là cái nỗi sợ hãi tiêu tan hết và tát nước 24 trên 24 để cho nó khỏi bị ngập. Chuyến đi rất rất là kinh hoàng mà tát nước liên miên không bao giờ nghỉ. Tại vì cái 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 ghe nó quá nhỏ rồi nước nó hai bên hông nó cứ tràn vào nước cái hai bên hông nó tràn vào nó đánh sống nó quá lớn đi sống như là cái 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 tầng nhà cao rồi bây giờ đó trở lại mà bây giờ hiện tại đó là 5.3 nha 5,3 triệu người Việt ở hải ngoại các con số hồi nãy là Trần Việt chỉ nói là hai triệu mấy người Việt biên ở hải ngoại thôi vượt biển thôi nhưng mà hiện giờ đó là có 5 5,3 triệu người Việt ở hải ngoại. Nếu mà quý vị vào cái Google, quý vị search ra hết, tại vì Google nó có thống kê hết là nó có hiện tại 5,3 triệu người Việt ở hải ngoại đó. Tại sao người ta không có muốn sống ở quê hương Việt Nam vậy? Họ ra đi bằng mỗi giá, họ ra đi bằng uh, gọi là lao động đó. Họ ra đi làm cô dâu nơi xứ người. Họ tìm mọi cách để mà họ ở lại nước ngoài. Tại vì đất giữ, đất cộng sản nó giữ lắm. Thấy không? Nó ép buộc, nó không có cho con người có cái quyền tự do ngôn luận. Làm sao mình sống được? Nó có những cái luật pháp mang rợ giống như điều 117. Trong khi đó, mà nó rất là mâu thuẫn. Trong khi đó, Điều 25 Hiến pháp nói rằng người công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình và tự do lập hội. Rốt cuộc có ai biểu tình được không? Có ai lập hội được không? Lập hội lập đảng được không? Nó lập đảng Cộng sản được. Thấy không? Mà không ai lập cái đảng gì khác được. Đó. Thứ thử quý vị thử lập cái đảng đấy. đó hiện tại có cái đảng việt tân đó có có người việt tân nào mà dám đứng lên mà nói tôi việt tân không tôi thuộc đảng việt tân không thành ra cái 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 quốc gia mà có một đảng mà như vậy đó luôn luôn là cầm đầu rồi là tham nhũng nó tham nhũng nó ăn nó bòn rút rồi là tiền của người dân tiền công 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 quỹ nó rút hết thì người dân làm sao mà không nghèo được trong khi nếu mà nếu mà trong quốc, những cái quốc gia mà giống như phương tây đó mà tư bản có tam quyền phân lập đó, nội mà cái tiền mà người việt ở hải ngoại mà gửi trong nước nó khủng khiếp lắm nó lên tới 18 ngàn 18 tỷ đô la. 18 đến 20 tỷ đô la mỗi năm. Nó đều đều gửi về Việt Nam như vậy để giúp đồng bào trong nước. Cái số tiền đó không cần phải đi làm việc. Cũng có tiền nữa. Mới nào nó không khá được. Nó vẫn để cho người dân đói và đói thôi. Tại vì nó quá tham nhũng đi nó quá tham nhũng đi không có cách nào nữa. chỉ có môn là chỉ có có môn là thay đổi cái thể chế thôi thay đổi cái thể chế thôi cái thể chế nó độc tài độc ác như vậy đó không có quyền tự do ngôn luận như vậy đó thì nghèo nghèo mãi mãi thôi đâu phải mà giúp hoài được ngay cả người người, người dân ở hải ngoại mình không có nhìn thấy cái sự thay đổi gì hết thì mình sao mình mình giúp được mới đầu thì mình còn giúp tại vì mình nghĩ rằng đó những đồng tiền đó đó những người cán bộ cộng sản họ sẽ nhìn thấy họ nhìn thấy tại sao cái thế giới mà tự do cái thế thế giới tư bản nó giàu đến cỡ nào và mình nghĩ rằng những người cán bộ cộng sản nó sẽ thức tỉnh nó thức tỉnh được mà con người với con người người ta học người ta học những cái điều mà hay những điều đẹp để người ta về giúp nước đó thì cán bộ cộng sản khi đi, đi ra ngoài rồi đó, nó cũng được học những cái điều hay điều điều đẹp để mà giúp nước chứ tại sao nó không thay đổi nó vẫn không thay đổi nó vẫn mang cái chủ nghĩa cộng sản rồi nó cũng là đảng cộng sản việt nam và nó, nó rất là thô bỉ đó là nó lấy cái lá cờ của tỉnh phúc kiến để làm cờ nước quý vị thấy cái điều đó cái điều đó là cái điều nhục nhã vô cùng nó rất là nhục nhã mình đi người việt nam á, mà, mà mình đi lấy cái lá cờ của tỉnh phúc kiến kể nó không sao đâu có người gọi nhưng mà nhưng mà mình vẫn chia sẻ tiếp tục chia sẻ bà con đó cái lá cờ của tỉnh phú kiến đó đấy cái lá cờ đỏ sao vàng này là cái lá cờ của tỉnh phú kiến nó là nguồn gốc của tỉnh phú kiến nó do người Tàu Người Tàu ở tỉnh Phúc Kiến Họ đã sử dụng nó rồi Rồi bây giờ đó Chế độ Việt Cộng đó, Dùng cái lá cờ Cũng là năm sao Mới đầu là Việt Cộng cũng dùng cái năm sao mập Giống y như lá cờ tỉnh Phúc Kiến thôi Nhưng mà bây giờ đó Chế độ Việt Cộng sửa lại Từ lúc mà 1955 đó, Mới sửa lại thành lá cờ lá cờ lá cờ mà à, ốm lá cờ sao vàng ốm nó cũng là cái nguồn gốc nó là cái vị thôi có nhiều người nói rằng là tại sao mấy cái nước khác nó cũng có cái cái cờ vàng ba sọc đỏ mà cái nước khác nó là bốn bốn sọc đỏ thí dụ vậy cái trường hợp đó nó trùng hợp mình hiểu chứ không phải không cái đó là những những trường hợp mà bất khả kháng thôi nó có nhưng mà cái 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 cờ này đó trong khi việt nam nó sát cạnh cái thằng trung cộng nó sát nó cách đường biên giới à thấy không thành ra nó từ cái cờ phúc kiến thì nó từ ở ở trung cộng nó đem ra thôi thành ra đâu 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 có khác gì đâu Quý vị thấy đây nè. Cái cờ Phúc Kiến nè, quý vị thấy nè. mới đầu là sao vàng mập đây nè. Sao này đó là sao vàng ốm giống như vậy. Quý vị thấy không, người dân họ người dân họ thông minh họ vẽ ra những hình ảnh như thế này. Họ nhìn cái hình ảnh này đó, họ thấy đó. Việt Nam trở thành một ngôi sao thứ sáu, bây giờ ngôi sao lớn này là ngôi sao của đại hán đây việt nam nè mong hội mãn tạng bốn nước để mà phục vụ cho bá quyền trung cộng thành ra người ta nói việt cộng chỉ biết làm nô lệ cho giặc tàu người dân người ta có quyền nói như vậy Đấy không? từ cái lá cờ lá cờ mà của phúc kiến đó, không? Nọt Việt Nam nè. Nó sử dụng từ năm 1945 đến năm 55 nè. Là sao vàng mập. Rồi năm 55 người ta chửi quá. Người ta chửi quá. Người ta nói tại sao phải bắt trước cái lá cái, cái cờ Phúc kiến y như vậy. Nó sửa nó đổi lại thành 1955 bắt đầu cho đến ngày hôm nay. Nó sửa lại thành là sao vàng ốm. Nhưng mà người ta cũng biết nó tại sao nó sửa Tại vì nó thấy cái nguồn gốc đó là cờ, Tỉnh Phúc Kiến kỳ quá Thành ra nó Tự động nó sửa cho khác đi một tí xíu Nó đơn giản thôi Thưa quý anh chị em đó Cái người mà mang cái lá cờ đỏ sao vàng đến Đó là Hồ Chí Minh Quý vị thử tưởng tượng coi. Đây là cái tên Hồ Chí Minh. Tất cả trong cái bài này là bằng chứng rõ rệt Hồ Chí Minh là tên thiếu tá Hồ Quang mang cái lá cờ vào năm 1945 cờ đỏ sao vàng tỉnh Phúc Kiến này để cho người Việt Nam phải thờ lại cái cái cờ đỏ sao vàng và sau này dân tộc Việt Nam phải thờ lại cái tên Hồ Chí Minh, thấy không? Thành ra đó nó có cái nó có cái tên gọi là bác bác hồ quý vị thấy không cái khi mà quý vị nghe chữ bác hồ quý vị liên tưởng như thế nào cái đó là danh từ đó bác hồ đó là được gán ghép từ từ giặc tàu gán ghép từ trung cộng nó, nó dễ hiểu thôi nếu mình là người việt nam phải không mình phải dùng là bác minh nếu nếu hồ chí minh là người việt nam thì mình phải dùng kêu là bác Minh. Không phải là kêu là bác Hồ được. Kêu là bác Hồ là cái tư tưởng của người Hán, cái tư tưởng của giặc tàu. Thấy không? Thành ra nó kêu là bác Hồ. Thấy không? Rồi nó bắt người Việt Nam phải thờ lại bác Hồ. Bác Hồ là một người vị cứu tinh nha, cứu nước nha. Sự thật nó không phải như vậy từ ngày có cái cộng sản, người nước Việt Nam mới tàn mạc như bây giờ. Dù thấy cái búa cái liềm là, là thấy kinh hoàng, búa cái liềm giống như là cắt cổ người dân. thì ai đã làm cái lá cờ này? Đó, nó mang lợi từ tàu rồi nó mang về Việt Nam, nó làm à, cờ tổ quốc Việt Nam để mà bắt toàn dân việt nam phải thờ lại cái lá cờ đó thành ra đó qua cái bài viết này đó chúng ta chúng ta thấy người ta bàn cãi đến vấn đề mà ai là người tạo ra cái lá cờ đó sao vậy họ cho là nguyễn hữu tấn rồi lê quang sô nhưng mà sự thật ra không có thằng nào tạo ra hết đó. mà nó ăn cắp từ tỉnh Phúc Kiến thôi. Tại vì cái thằng gián điệp giặt tàu Hồ Chí Minh. Người ta đã có bằng chứng đủ để mà cho rằng Hồ Chí Minh là một tên giặt tàu. Đây là cái bài viết toàn là đủ chứng minh đó là Điệp viên gọi là thiếu tá Hồ Quang của giặc Tàu. Nè, chỉ có thằng Tàu, chỉ có thằng giặc Tàu mới dạy mình thờ mau chủ tịch. À, quý vị nhớ cái câu của Tố Hữu với gì? Tố Hữu là người cũng thân cận với Hồ Chí Minh đó. Hiểu không? Tố Hữu mới nói là Thương biết mấy khi con tập nói Tiếng đầu lòng con gọi Sít Stalin Thấy không? không? Nó dạy con người Việt Nam đó Không có phải Tôn trọng thờ kính cha mẹ nữa Ông bà nữa Mà phải tiếng đầu lòng phải gọi Sít Stalin Chứ không phải dạy mà ba ba má má mẹ mẹ Thương cha thương mẹ thương chồng thương mình thương một thương cá nhân mình nó thương một thôi nhưng phải thương ông thương mười thương ông Stalin nó là thương mười nó bắt nó dạy uh, từ thời còn bé là phải bắt phải yêu thương cái cộng sản rồi thương những cái tên ngoại bang rồi ngoại bang Stalin là ngoại bang cái người ngoại bang mà bắt phải thờ lại như vậy bởi vì đâu có gì lạ đâu à, việt nam đó nó dạy mấy đứa con nít đó tháp 10 đẹp nhất bông sen việt nam đẹp nhất có tên có tên thằng hồ nó đau khổ như vậy đó nó dạy con nít như vậy đó dạy đây là cái hình thức gọi là nó nhồi sọ đây là tội ác của đảng cộng sản đã gây ra đối với dân tộc việt nam Thành ra đó cái bài của Tố Hữu như vậy Giết giết nửa bàn tay không cút nghỉ Cho ruộng đồng lúa tốt thuế Cho thuế mau xong Cho đảng bình lâu cùng rập bước chung lòng Thờ mau chủ tịch Thờ Stalin bất diệt Tố Hữu đó Tố Hữu mà người làm ra đồng tiền mà mà 30 30 đồng. Hiểu không? những cộng sản mà làm cái đồng tiền 30 đồng rồi sau này bỏ tố hữu đó kêu gọi là phải thờ mao chủ tịch thờ Stalin bất diệt trời đất ơi mình là người đi việt nam mà đi thờ mao chủ tịch thờ Stalin bất diệt những vần thơ còn như vậy đó. thì còn cái gì để nói nữa không xấu hổ cho cái dân tộc việt nam khi mà gặp những cái thằng việt cộng như thế này mà chẳng lẽ việt cộng nó không biết chỉ có thằng giặc tàu mới dạy mình thờ mau chủ tịch thôi chỉ có thằng giặc tàu nó mới gọi là bác hồ hiểu không thay vì phải gọi là bác minh không Mình ở đây á, mình cũng có người bác chỉ không mình gọi là bác cái tên thôi người Việt Nam đâu có bao giờ dùng cái họ đâu người Việt Nam có dùng cái họ gần như là không bao giờ mình dùng đó. nhưng mà người ngoại quốc á, thì họ dùng người Mỹ họ dùng người Mỹ họ dùng họ kêu là uh, Mr. Ngô thí dụ vậy Ngô Đình Diệm hiểu không họ họ có thể dùng tiếng người Việt cái họ nhưng mà người Việt Nam không bao giờ dùng cái họ hiểu không? rồi thằng giặc tàu nó mới bắt dân mình nó gọi là cha già dân tộc nó làm cha của tất cả anh hùng liệt sĩ xây dựng nên tổ quốc Việt Nam này á nó là trai già dân tộc đó dân tộc mình là dưới chân nó có hỏi như vậy không ở đây thì uh, cái nói mà dụ võ võ nguyên giáp là đại tướng võ nguyên giáp mà đánh thằng trên Đánh thắng trận Điện Biên Phủ đó Là nó sai rồi Nó sai rồi, không có đúng như vậy Cái lịch sử sau này nó đã lộ ra hết trơn đó. Là à, 54 đó là chiến tranh Để mà chống Pháp, đuổi Pháp ra khỏi đó Là do ba cái ông tướng nè Trần Canh, Di Quốc Thanh và Lã Quý Ba Ba cái ông tướng này Đội cái nón có cờ đỏ sao vàng đội cái nón nữa là, là có cờ đỏ sao vàng cái biểu hiệu đó và đánh thằng đánh cái thằng, thằng pháp đánh thắng cái trận điện biên phủ chứ không có võ nguyên giáp nào trong đây hết thành ra giáp chỉ là tên bù nhìn thôi thành ra người ta mới nói câu thơ nè hỏi rằng tướng giáp ở đâu dạ thưa tướng giáp lo khâu đặt vòng đặt vòng cho đặt vòng ngừa thai cho mấy anh chị mấy chị em đó thành ra chứ sự thật chứng tiếng pháp tướng giáp không phải là anh hùng cũng khỉ gì đó thành ra sau này lê duẩn biết hết thành ra cho tiếng giáp ngồi chơi xơi nước thôi tại vì nó đâu có phải anh hùng đâu ngày xưa tiếng giáp ngày xưa đại tướng cầm quần cầm quân ngày nay đại tướng cầm quần chị em đúng không thành ra một cái tướng hèn như vậy thì nó phải chấp nhận thôi nó chấp nhận những cái câu thơ hèn ở trong dân gian người ta nói đó. ngày xưa đại tướng công đồn ngày nay đại tướng công lờ chị em đó. những câu thơ của dân gian nói về cái cái đại tướng của của cộng sản đó, nó, hèn hạ như thế nào không? trong khi lịch sử người ta biết rõ rằng là trần canh di quốc thanh là lã quý ba chứ đại tướng không có công cán gì hết à, nếu đại tướng võ nguyên giáp đó, đã là một danh tướng sẽ chẳng bao giờ nhục nhã cho đến chết như thế này nhục nhã cho đến chết luôn đó. Quý vị thấy không? Hồ Chí Minh đó, đây là cái bằng chứng mà mà rất là rất là xác thực đó. Tại sao? Bây giờ tại sao cho rằng tiếng giáp đó là thắng người Pháp trận Điện Biên Phủ? Hồ Chí Minh thắng giặc Pháp ở trận Điện Biên Phủ qua tiếng giáp. Tại sao mình thắng giặc Pháp? Tại sao mình không đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước của mình? đơn giản thôi tao cho mày thời hạn trong vòng 3 ngày một tháng hoặc là 6 tháng để mày rời khỏi cái đất nước việt nam của tao nếu mình nếu hồ chí minh là một người việt nam đằng này hồ chí minh đâu phải là người việt nam hồ chí minh là một thằng giặc tàu mà một thằng giặc tàu nó đâu có thương đất nước mình nó đâu có thương đất nước mình đâu Nó kêu thằng Pháp lợi chia đất nước mình ra làm hai Là trong đó có có thằng Trung Cộng Rồi có thằng Mỹ Rồi bốn năm nước gì đó Là nó chia Việt Nam ra làm hai Ở vị tuyến 17 Đặng cho hai bên đánh nhau nữa cho vui Cho Việt Nam mình nồi da sáo thịt rồi sau này mới dân trọn cho cho trung cộng thấy nó khôn ngoan như vậy đó thằng giặc tàu nó khôn ngoan như vậy đó. chứ ai mà đuổi giặc được giặc pháp rồi lại rồi lại tự động chia đôi đất nước của mình không có một người việt nam yêu nước nào mà chia đôi cái đất nước mình được hết trong khi mình là một kẻ chiến thắng chứ đâu phải kẻ chiến bại đuổi giặc pháp được mà đuổi giặc pháp được là chia đôi đất nước mình vô lý không ừ. Ừ. chỉ có thằng giặc tàu mới giết hàng ngàn dân việt trong ngày tết thiêng liêng của dân tộc việt nam tôi nhớ mãi năm mậu thân 1968 bởi vì cái ngày Tết thiên niên của dân tộc Việt Nam mà hai bên đã có cái vấn đề mà ngưng bắn ngưng bắn để mà chuẩn bị cho ba ngày Tết mới mùng mùng một mùa sáng mùng hai tết là là nó đã tấn công rồi nó đã tấn công rồi nó giết chết hàng ngàn người và nó chôn sống đồng bào ở Huế 23 ngôi mộ nha. 23 ngôi mộ tập thể tổng cộng là trên 6.000 người. Trên 6.000 người nó chôn gọi là phụ nữ, trẻ em, người già, cỡ nào nó cũng chôn. Nó chôn sống. Mẫu thân đó. Đâu có thể nào mà người Việt Nam giết người Việt Nam được đâu chỉ có cái chủ trương của thằng giặc tàu, chủ trương của thằng giặc tàu là việc giết việt, việt giết việt. Bởi vì đó, bởi vì người Việt Nam mà pháo kích vô trong thành phố Sài Gòn và mậu thân, mình đâu có biết lính tàu hay lính, lính việt đâu, mình đâu có biết trong khi đó giặc tàu nó có nằm ở trong quân đội quân đội bắc việt cái giặc tàu nó có tham chiến bởi vì nó có nghĩa trang nghĩa trang ở ngoài bắc nhiều lắm nghĩa trang của giặc tàu nhiều lắm bởi vì nó mới chủ trương gọi là nó pháo kích cho tan nát đó. nó đâu, đâu có cần bắn vào nhà lính đâu nó toàn là pháo kích vô nhà dân không ạ à? thời đó là Trần Việt là hướng đạo mà. Trần Việt đi thăm những cái nhà mà bị pháo kích mỗi sau sau cái ngày đó, đó, là mình phải đi thăm những cái chỗ đó đặng mình dọn dẹp đồ cho người ta và mắt của Trần Việt đó thấy một cái quả tiễn mà 122 ly của cộng sản đó nó rớt vô nhà người ta mà rất may là nó không nổ mà nó ghim ở dưới đất nó ghi mà dưới đất mà nó không nổ thứ hỏi người việt mình đâu có việc pháo kích gì kỳ vậy thà là mình đánh nhau đó mình đánh người lính này người lính miền bắc đánh người lính miền nam thì còn hiểu được đằng này nó pháo kích vô tất cả là nhà dân không à không có nhà nào mà nhà lính hết á mà nó cứ chơi cái kiểu mà năm sáu giờ sáng đó nó đánh rồi là mấy chục trái gì rồi cái nó bỏ nó chạy ra. nó sợ bị phản pháo đó nó sợ Việt Nam Cộng hòa biết nó nằm ở đâu đó. nó chạy trốn hết thành nên nó cũng không có bị mà mà bắn hạ đây là những cái những cái những cái bằng chứng gọi là giặt tàu đó. Hồ Chí Minh là một người Tàu đó. đó quý vị thấy đó thấy cái tên Hồ Chí Minh này không nó đâu có quen cái mặt mà quốc phục mà khăn đóng áo dài khăn đóng đâu tại vì nó đâu có phải Việt Nam quý vị nào mà thấy Hồ Chí Minh này có mang cái 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 đầu khăn đóng rồi bằng cái áo dài, quần dài, áo dài của người Việt Nam không? Gọi là quốc phục á. Giống như ông Diệm đã đã, đã từng bận đó. Cụ Ngô Đình Diệm đã từng bận. Và ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng từng bận cái quốc phục Việt Nam. Hồ Chí Minh có làm vậy không? Bởi vì nó là người Tàu rồi sao mà nó bận được? Thấy Đó. Đây là Chu ăn Lai, nó bằng đồ cũng y chang với nhau thôi. Rồi, Hồ Chí Minh bằng đồ Tàu như máu trạch đông. Như đó. Bởi vì nó là người Tàu, nó anh em với nhau thôi. Phải không? Nó bằng chứng quá rõ, rồi còn gì nữa. Nè, nó viết á. Nó viết toàn là theo cái giọng điệu phiên âm không à người Việt Nam đâu có thể nhờ dùng những toàn là những phiên âm không vậy hiểu không nó viết theo phiên âm không á ký ký âm á hiểu không cũng như thí dụ nó nói chữ phương nha chữ phương thì nó dùng chữ f chứ không phải là chữ ph đâu nha hiểu không còn 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 gì á thì nó nói là chữ chữ g của, 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 của tiếng mỹ đó chữ G là chữ Y rồi dấu quyền ừ, gì ừ. nó toàn là dùng cái phiên âm không là nó đâu phải là người Việt Nam đâu mà biết rành chữ Việt Nam đâu thành ra nó nó cũng biết tiếng Việt chứ không phải là không nhưng mà nó dùng phiên âm là nhiều nó phiên âm rằng nó đọc cho đúng nó nó đọc nhái tiếng Việt cho đúng thôi Đây là cái 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 bằng chứng rất là rõ rệt nè. Là đây là trang 79 đó, trong cái uh, từ thực dân đến cộng sản cuốn sách cuốn sách của Hoàng Văn Chí đó. từ thực dân đến cộng sản của Hoàng Văn Chí trang 79 nha. Trang 79 là ở đây nói đó cái phần mà uh, phần mình làm cái vòng tròn đây nè. Là nói rằng là uh, Hồ Chí Minh uh, Nguyễn Ái Quốc đã chết Vì bệnh lao Trong khám đường Hồng Kông Nên Cả mặt thám pháp uh, uh, Mặt pháp lầm Cộng sản Việt Nam đều tin là thực Nghe không Năm 1933 mặt thám pháp Ghi vào hồ sơ Nguyễn Ái Quốc đã chết ở Hồng Kông, Không ai biết ông Hồ đi đâu, Nhưng có điều, à, Chắc là từ ngày, Ông, Biến khỏi Hồng Kông, Cho đến năm, 1941, Ông im hơ lặng tiếng, Trên chính trường, Chính trị không hề liên lạc, Với Đông Dương Cộng sản Đảng, Đó, Nguyễn Ái Quốc là đã chết rồi trong cái nhà tù Hồng Kông rồi đó. thì 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 làm sao mà có Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc được hai người nó khác nhau hoàn toàn không Chứ đây đây là cái sách của ông Hoàng Văn Chí đó ông viết như vậy mà ừ. là chết là 1933 nè cái đấy dựa theo cái sách của Hoàng Nhân Trí đó nha Nhưng mà có nhiều người nói là 32, 33 gì đó Nó một năm nó nó xê xích với nhau đó 32, 33 gì cũng được Nhưng mà cái này đó là Trần Việt dựa theo cái sách của Hoàng Nhân Chí Hoàng Nhân Chí nói là Vào năm 1933 mặt khám pháp ghi vào hồ sơ Nguyễn Ái Quốc chết ở Hồng Kông Đó trang 79 đó, quan trọng lắm đó để cho người ta biết rằng là, là Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người hoàn toàn khác nhau. Trang 79 và trang mấy nữa đây? Đại khái là nó có hai trang, trang này trang 54 cũng nói về uh, cái cái tay gì đó. Đúng uh. không? quý vị rảnh quý vị đọc đi nãy giờ thì trần việt cũng cũng hơi khang tiếng rồi đó quý vị đó cần quý vị cần đọc cái cái bài mà địa chủ ác ghê nha địa chủ ác ghê đó quý vị cần đọc cái điều đó đi tại vì hồ chí minh sử dụng là bút hiệu là cb đó khi mà quý vị đọc cái bài địa chủ ác ghê này đó quý vị biết rằng đó người Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Người Việt Nam không có thể nào mà ngu dại đến mức đó mà viết một cái bài gọi là uh, viết một cái bài mà không ra gì hết. Mà đăng ở trên uh, trang nhất của tờ báo Nhân dân. Đó. Viết cái bài không ra gì hết. Quý vị đọc đi. tại vì đó chỉ là chỉ là lời kết tội thôi Đấy không lời kết tội thôi rồi tự nhiên cái 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 nói người ta tội tội tới giết hai trăm mấy chục người <laughs> mà không có một bằng chứng nữa Đấy không bởi vì mới kinh hoàng mình đọc rồi mình mới thấy hồ chí minh đâu có phải là một người mà mang rợ đến mức đó mang rợ mà không không có biết mình là không có biết người ta đọc xong một cái đó là người ta biết rằng là Hồ Chí Minh mà không có không có một cái tư tưởng gì người, giống như một người lớn ấy ừ. rồi đó nó lại đem uh, địa chủ ác ghê nè quý vị quý vị ráng đọc cái bài này ha rồi quý vị thấy cái tội ác của Hồ Chí Minh như thế nào xong tất cả cái bài này đó nó có hai trang thôi trong tất cả những lời viết của Hồ Chí Minh đó hoàn toàn đổ tội cho bài các Thanh Long giết hai trăm mấy chục người giết hai trăm mấy chục người mà không có một cái bằng chứng thấy không chỉ có hai trang giấy à mà là kết tội người ta giết hai trăm mấy chục người rồi rồi à, ê, Rồi là nói là tre rừng nó cũng không rửa sạch được nữa. Rốt cuộc đem bà Cát Thanh Long ra địa chủ ác ghê để mà ra xử bắn bà Cát Thanh Long. Mà cái lệnh của lệnh của giặc tàu ha là phải bắn một người phụ nữ sau này mình biết được đó là qua cái tài liệu Mà Trần Canh ấy, giao cho Hồ Chí Minh Là phải xử một người phụ nữ Và Hồ Chí Minh chẳng lẽ đi xử bà Cát Thanh Long Làm địa chủ Đó mà à, gọi là Họ cũng rây rứt lắm Họ cũng rây rứt lắm Tại vì bà Cát Thanh Long đó Bà lại nuôi Việt Minh Bà nuôi từ Hồ Chí Minh Lê Dũng Phạm Văn Đồng nhiều cái do quan chức của cộng sản lắm mà ở nhà bà các Hành Long rồi rốt cuộc đó nó đồng ý nó xử bắn bà Cát Hành Cát Hành Long rồi khi si xử bắn bà chết xong á nó bỏ vô một cái hòm cái hòm á cái quan tài đó là nó cục ngủ đó. thành ra để vô không có dừa để vô không dừa rồi mấy cán bộ cộng sản mới nhảy lên người của của bà cá hành long mà xương xương nghe rộp 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 nó, nó khủng khiếp như vậy đó mà đó là cái lời kể của uh, ông trần trần vĩnh đó đèn cù đó trần đỉnh đó. trần đỉnh hay trần vĩnh gì đó mà viết cái cuốn mà đèn cù trong cái cuốn đèn cù đấy nè người ta chụp ra cái tài liệu của ông trần đỉnh đó tại chương năm sách đèn cụ của tác giả trần đỉnh thư ký riêng của hồ chí minh là hồ chí minh đó, lúc đó là phải bịt râu còn, còn chinh đó thì đeo kiến râm để che giấu tung tích tham dự vào buổi đấu tố đầu tiên đó là giết bà nguyễn thị năm đó. bà mà ân nhân của hồ chí minh đó. ân nhân của hồ chí minh nuôi hồ chí minh ở trong nhà mình nuôi lê Dũng là trường chinh ở trong nhà mình rốt cuộc nó đem ra nó nó xử bắn cái người ân nhân của nó để mà thực hiện cái công cuộc mà cải cách ruộng đất mà cải cách ruộng đất đó là theo cái nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói đó là phải có trên 500.000 người Việt Nam trên 500.000 người Việt Nam gọi là một phần trăm một phần mười dân số đó theo cái chỉ thị của Trung Cộng đó. cố vấn trung cộng chính là trần canh chỉ huy trận điện biên phủ đó để mà thực hiện cái cái cải cách ruộng đất cái cải cách ruộng đất đó là con đấu tố cha vợ chồng đấu tố nhau anh em đấu cho tố, tố nhau thành ra ai cũng trở thành địa chủ đó, rồi giết nhau giết nhau xong rồi đó cái hồ chí minh giả bộ là khóc lóc khóc lóc là nói là đã sai lầm nhận lỗi Ừ làm đủ thứ trò tại vì giết nhau đến quá độ luôn đến cán bộ bây giờ cán bộ nó cũng tố với nhau tại nào thằng nào tố thì thằng đó được sống thế không tố mà không cần bằng chứng mà thì cái người tố thì lại được sống mà nó đâu cần bằng chứng gì đâu nó đâu có tòa án kỹ gì đâu là có người tố là đem ra rồi là xử uh, bắn thôi hoặc là chôn sống đó quý quý vị mà có mà coi mà chúng tôi muốn sống nó thì sẽ thấy nó xử 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 bằng cách chôn sống không ạ đấy nè Hồ Chí Minh cầm cái giết như cầm cái cọ sơn như đó thường thường cái cây viết người ta đẹp kẹp vô cái ngón, ngón giữa với ngón trỏ đó Để không? nó cầm như vậy nó, 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 nó đâu có mà viết dễ dàng được đây nè nó, nó cầm hai cái nó cầm giống như cỏ sơn vậy đó hai ngón tay cái viết nó đâu nằm ở giữa cái ngón trỏ với ngón, ngón cái đâu ngón trỏ với ngón giữa đâu nó không có cầm như vậy thành ra đó. mà quý vị nên nhớ cái bằng chứng này cũng là quan trọng lắm nè cái bằng chứng là Nguyện... hồ... nguyễn ái quốc đó, lúc đó, đó còn nhỏ là thích thắt cravat lắm thích thắt cà vạt đó mà hồ chí minh thì sau này là hồ chí minh là chưa bao giờ quý vị thấy hồ chí minh mà thắt cravat hoặc là mang cái áo dài khăn đóng của Ngài quốc phục Việt Nam đâu. Không? Cái đó cũng chứng minh được rằng là Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là hai người khác nhau. Bây giờ cái trận trận đối mà năm Ất Dậu 1944-45 mà nói rằng là, có 2 triệu người Việt Nam chết đối đó. Là cái này là Trần Việt phân tích là tại sao tại sao có nạn chết đói không? Trong khi đồng lúa Việt Nam là phì nhiêu không? Rất, mình chứng minh cái này rất là dễ. Tại khi con người ta đổi á, thì người ta đi vào Nam là không bao giờ đổi. Nếu mà người ta đi được, Người ta đi đến đâu là có người giúp đỡ đến đó. Người ta đi vào Nam cứ đi vào Nam thôi. Đổi rồi cứ đi vào Nam thì có gì đâu. Đi bộ cũng được. Nhưng mà đi không được. Đi không được vì cái thằng Cộng sản đó. nó ngăn sông cấm chợ. Nó ngăn sông cấm chợ. Nó không cho đi. Đi thì nó bắn. Nó không cho đi thì phải chịu đói thôi. Tại vì mình biết rằng là mỗi lần mà ngăn sông cấm chợ là nguy hiểm vô cùng lắm là người dân đối đến chết thôi mà không có đi được thành ra người ta mới mới chết đói như vậy mà thế thời đó đó bốn bốn là cộng sản nó đã xuất hiện rồi nó xuất hiện từ lúc năm 1930 rồi rồi nó nó năm uh, 41 là đã ở tuyên tuyên quang rồi ừ, tỉnh tuyên quang đó rồi cây đa tăng trào rồi nó thành lập chính chính phủ liên hiệp ngày đó rồi chính phủ lâm thời rồi đó thử dám thử đi anh ơi không đó, thử anh đi anh ơi giặt tàu nữa nó là thằng giặc tàu đó chẳng cần phải thử nó cũng biết nữa bởi vì cái đề tài này mình nói là tham nhũng nhưng mà nó, 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 nó lạc qua cái này rồi bây giờ à, đến cái đề tài là cái anh mà tuấn lâm nè Thánh Giác hành bùi tuấn lâm Bì tòa án phúc thấy không? Những người đây là những người yêu nước Mình giờ thấy cái mặt người nào, ta không Họ lúc nào cũng vui vẻ hết Và họ bắt tù đó Họ cũng vui vẻ Họ chỉ cười đâu á Họ chưa bao giờ mà khóc Hoặc là à, xin lỗi bắt trọng với <laughs> nhục nhã giống như mấy cán bộ Việt Cộng Nó nhục nhã vô vô cùng luôn á Thế mà nói đến Việt Cộng là Nó quá nhục nhã luôn á <laughs> mình không hiểu được mấy việt cộng tại sao nó cái 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 bản chất của người việt nam rất là anh hùng mà tại sao tại sao khi mà nó nhiễm cộng sản rồi nó hèn lắm nó hèn vô cùng luôn còn mấy người mà mấy người mà uh, yêu nước như thế này đó chưa bao giờ mình thấy họ 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 cười và họ phẫn nộ mình thấy nhưng mà chưa bao giờ chưa bao giờ họ xin nha Chưa bao giờ họ xin được giảm án nữa nữa. Chưa bao giờ nữa. Mà mà nó bắt là cả trăm cả ngàn người rồi Chứ đâu phải ít đâu Thẩm tuyên giữ nguyên án Trong năm rưỡi tù giam Nó bày đặt trò Tự nhiên lên đó, tòa có tối cao Làm cái gì Dẹp cái tòa tối cao đi Đừng có bịp người dân nữa Thấy không cái cái tòa lần nào cũng có ra hai tòa hết rồi rốt cuộc rồi cũng y án không ạ? À? Chứ có một cái án nào mà không y án đâu. Vụ blogger đường Văn Thái sau 3 tuần hết hạn tạm giam, gia đình chưa nhận được thông báo mới. Cái vụ mà à, đường Văn Thái này nó thu bỉ ghê lắm đó. Cái anh đường Văn Thái này đó nó bắt cóc ở bên Thái Lan, bằng chứng có đủ luôn. Um, chắc là um, ngày mai ngày mốt mình sẽ livestream cái, cái 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 anh đường văn thái này nó có bằng chứng nó bắt cắt đủ hết mà nó hô anh ta rồi tự xâm nhập ở hà tĩnh gì đó xâm nhập vô việt nam rồi bị bắt người việt nam mà xâm nhập cái gì Đúng không đại loan lại bắt bỏ đại khái là như vậy nghe À, rồi bây giờ nói uh, bây giờ nói cái này vui à cái này vui nè à. gặp nguyễn phú trọng này vui nè à. mình mình thấy nó, nó xạo nó láo dữ lắm á à. mấy cái thằng việt cộng là nó vậy á à. nghe nghe quý vị nghe nè à. chưa bao giờ mà một khóa mấy ông bộ chính trị một khóa mấy ông trong bộ chính trị nha thử hỏi quý vị biết cái ông nào mà nằm trong bộ chính trị không Bộ Chính trị nó có 16 người hay 18 người gì đó thôi Nó nằm trong Bộ Chính trị đó Mình gọi là Bộ Chính trị đó Mà hiện tại nó nói gì đó Nó nói là mấy ông Bộ Chính trị đó Đi tù Cách chức Đi tù cách chức Mà mình thấy có ông Bộ Chính trị nào đâu à, Thì rồi tịch thu lại Bao nhiêu tài sản Chỉ một vụ việc thôi Thế mà 300 triệu 300 triệu mà không 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 biết nói là 300 triệu gì nữa Mình 300 triệu không chừng 300 triệu đô la đó. Có người hôm trước tôi đã kể rồi Còn có người hối lộ mà Sách vali tiền đến Ủy ban kiểm tra Trung ương <laughs> Sách vali tiền đến Ủy ban kiểm tra Trung ương nè à. cái này vui lắm á mà mình không hiểu được mấy cộng sản này nó... biểu xét lấp liếm hôm tôi nói hội nghị toàn quốc rồi tôi nói cái rồi đồng chí cán bộ kiểm tra đó. bây giờ anh mở ra xem nó là cái gì anh mở vali ra anh thấy là tiền đô la anh mở bây giờ khóa lại lập biên bản anh ký ở đây Ngày sách cái vali Anh ký đây rồi sách vali đó về Đấy tranh tham nhũng nó ấy ông nói như vậy đó mà ông nói được Một cái thằng cộng sản mà nó nói như vậy đó Quý vị thấy không Đó là tổng bí thư Cách trách nhiệm của nó lớn lắm Thử hỏi quý vị anh chị em Thấy nó nói đó rồi quý vị anh chị biết là thằng nào không? Thằng nào tham nhũng không Cái thằng nào mà đưa hối lộ không cái tên nó ở đâu cái tên nó ở đâu mà tại sao không dám nói tổng bí thư hèn hạ không dám nói không trưng bày cho dân biết là cái thằng tham nhũng đó sợ nó trả thù hả em sợ vậy Đúng không ông chỉ nói khơi khơi thôi mà không có dạch mặt ra cái thằng nào tên nào không? nói chuyện như vậy thì thì ai cũng nói được khó khăn đến như thế mà nếu không có bản lĩnh không bản lĩnh gì mày sợ thấy mẹ luôn rồi bản lĩnh chỗ nào ừ. mày là thằng không có bản lĩnh ra không có dám nói không có dám nói đồng chí nào đồng chí nào mà mà đã hối lộ va tiền người dân mù tịt có biết đâu không có dũng khí không có tình cảm không có dũng khí đó, mà dũng khí thì nói ra đi đúng không? chân chính thì chắc không làm được để Đấy con có... mắc lắm ai sẽ thích của thích tiền đúng không thế mà tôi vẫn nói là danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý danh dự gì danh dự là cái thằng mà gọi là đạp điều lợi đảng hả Điều lợi đảng cho mày làm có hai nhiệm kỳ thôi. Thấy không? Hồi nãy, hồi nãy mình cho quý anh chị em coi cái điều lợi đảng đây nè. Đó, cái điều lợi đảng là làm chỉ có hai nhiệm kỳ thôi. Quý vị thấy nè, cái điều lợi đảng đây nè. ha, à, đây, điều lợi đảng đó. Thấy không? Điều 17 nè. Đồng chí tổng bí thư giữ chức vụ tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp nhé chỉ được hai nhiệm kỳ thôi mày đạp điều lợi đảng 17 đây nè không có điều lợi đàng hoàng người ta chụp ra như vậy nè không là cái cái này đó là trần việt mò trong điều lợi đảng đó mất nhiều thì giờ lắm mới mới ra cái điều lợi điều 17 bảy đây nè điều 17 rồi rồi trần việt chụp liền cho quý anh chị xem còn nói gì nữa vậy rồi còn nói gì nữa phải không À, tất cả mấy người yêu nước này Đều phải ở tù Đó, đó quý anh chị em thấy đó Người yêu nước á Đều bị bắt bỏ vô trong tù đó. Đau khổ không Còn mấy cái thằng mà tham nhũng đó Thì nó có tiền nó chạy án Rồi nó nhiều khi sống nhỡ nhơ Ngoài dòng pháp luật hoặc là nó móc nối với nhau Rồi nó Nó ở cho lấy lợi thôi à. Bởi vậy mình buồn Cái đất nước mà như vậy Vài nó không có khá được Ngoại trừ là phải Thay đổi cái chế độ Dẹp bỏ cái chủ nghĩa cộng sản Đơn giản như vậy thôi Thì người Việt Người Việt Nam ở hải ngoài Cũng giúp nước được Hiểu không mình không sợ đói đâu không có chủ nghĩa cộng sản mình không bao giờ sợ đói hết đó. không? cái chủ nghĩa tàn, cộng sản nó tàn ác với cái dân tộc việt nam của mình mà. mình hiểu như vậy và lá cờ phúc kiến nữa Nghe không? cái lá cờ phúc kiến cái lá cờ đảng cộng sản rồi cái hình tượng hồ chí minh là ba cái biểu tượng gọi là độc ác nhất ba cái biểu tượng này nó kềm hãm cái bước tiến của dân tộc Việt Nam. Dù là Việt Nam có rồi là năm triệu người Việt ở hải ngoại, dù là người hải ngoại gửi về hàng mấy tỷ đô la, 18, 20 tỷ đô la mỗi năm, mà vẫn nghèo khổ như thường. Tại vì cái chế độ nó là cả 5.2 triệu 5,2 triệu đảng viên đó nó tham nhũng nó tham nhũng nó xài cho cá nhân của nó nó xài trên đầu trên cổ của người dân thành ra chia đều ra là người dân nghèo chết chết mẹ luôn hai tỷ mà chia cho mấy cộng sản hết rồi người dân lấy cái gì sống nó đâu có cần xây dựng đâu nó bỏ túi riêng của nó rồi nó cho con nó đi ra học ở ngoài hải ngoại con nó đi qua mỹ mua nhà bây giờ nó qua bên mỹ nó mua nhà nhiều lắm chơi toàn là xài tiền tiền cash không thôi à, đau lòng cho đất nước việt nam mình mà không nói không được mình phải lên tiếng để mà để mà hỗ trợ cho anh Bùi Tướng Lâm, tại vì anh đang bị oan ức, hiểu không? để lại vợ con nữa. Mà cái thằng mà đáng bị bắt đó là cái thằng Tô Lâm, Đại tướng Tô Lâm, thằng đó đáng bị bắt, bằng chứng đã rõ như vậy, hiểu không? Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha.